Hơn 300 năm định hình và phát triển, vùng đất phương Nam không chỉ có những người anh hùng làm rạng danh sử sách, mà còn là nơi hội tụ linh khí, hồn cốt của dân tộc Việt, nơi dải đất cuối cùng hình chữ S. Với mong muốn chắt lọc và lưu giữ lại những giá trị văn hóa lịch sử trong hành trình mở cõi của tiền nhân như một nỗ lực gìn vàng giữ ngọc của thế hệ hôm nay, những người làm phim Tinh Hoa Nam Bộ sẽ đưa người xem tìm về cội nguồn của những tên đất, tên người, để nhận ra bằng cách nào mà những hoang địa xưa lại trở thành thị tứ phồn vinh, thành miền đất lành của vùng châu thổ trù phú nhất Việt Nam. Với hơn 100 tập loạt ký sự tài liệu Tinh Hoa Nam Bộ còn đem đến những luận giải sâu sắc của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu để cùng đào sâu phân tích trong cái nhìn đa chiều đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Với mỗi tập phim, người xem sẽ từng bước nhận diện chân dung cũng như tính cách không lẫn vào đâu được của người Nam Bộ, hào sảng, bao dung và năng động. Cùng thời gian, những tính cách đó đã định hình nên nét đặc trưng và vẻ đẹp riêng có của cư dân vùng sông nước phương Nam, góp phần làm giàu thêm tính độc đáo của văn hóa phi vật thể trong kho tàng văn hóa Việt Nam. Xin trân trọng kính mời quý khán giả cùng đồng hành với Tinh Hoa Nam Bộ. Năm 1998, thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm thành lập thành phố Sài Gòn. Sự kiện đặc biệt này nhằm ôn lại lịch sử và phác họa hình ảnh tương lai của thành phố để khơi dậy niềm tự hào và động viên nhân dân thành phố góp công sức vì một thành phố năng động, kiên cường, văn minh, hiện đại. Chặng đường hình thành và phát triển của thành phố Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, gắn liền với nhiều sự kiện, nhiều nhân vật lịch sử trên đất Nam Bộ. Trong dòng chảy lịch sử ấy, có một con người mà nhân dân Nam Bộ còn mãi tôn thờ như một vị tiền hiền. Con người ấy chính là Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 tại thôn Phước Long, nay thuộc xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Quê gốc của ông ở làng Gia Miêu Ngoại Trang, tỉnh Thanh Hóa. Vì cùng quê với các chú Nguyễn nên triều văn hầu, ông nội Nguyễn Hữu Cảnh đã có mặt trong đạo quân của chú Tiên Nguyễn Hoàng vào trấn nhậm đất Thuận Hóa năm 1558. Cả bốn người con trai của chiêu vũ hầu Nguyễn Hữu Vật là Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Hữu Tín đều là những dũng tướng được các chúa Nguyễn phong đến tước hầu. Trong quá trình đó chúng ta thấy xuất hiện một số cái nhân vật như là Nguyễn Hữu Cảnh. Ông là một trong những danh tướng. Cha ông cũng là danh tướng. Anh em của ông là những danh tướng. Và người ta tính cho đến giai đoạn hiện nay là có ông cha ông Nguyễn Hữu Giật đó, và cha của Nguyễn Hữu Cảnh đó, là có tới 4 danh tướng, 4 tướng tài giỏi. Trước hết tài giỏi với quân sự. Và ở trong cái tài giỏi với quân sự đó, để mà chinh phục, để mà dẹp yên, thì nó còn có cái đức độ của những danh tướng, tạo ra cho chúng ta thấy được những danh tướng đó đi đến đâu, Nguyễn Hữu Cảnh đi đến đâu, đều tạo ra cho chúng ta không chỉ là những vùng đất mới, mà những cái yên phận ở đó, yên ổn ở đó, dân yên ở đó, định vị ở đó. Khi mới ngoài 20 tuổi, Nguyễn Hữu Cảnh đã được phong cai cơ. Năm 1692, vua Chiêm Thành, bà Tranh đem quân cướp phá phủ Diên Ninh, Dinh Bình Khang. Nguyễn Hữu Cảnh cầm quân đánh dẹp và lập được công lớn, bắt sống vua Chiêm. Sau chiến công này, ông được thăng trưởng cơ, lãnh trấn thủ Dinh Bình Khang. Từ năm 1690 cho đến khoảng 1692, 1693, mấy năm đó thôi, để tạo ra cho chúng ta một cái vùng đất ở cái miền Trung và Nam Trung Bộ cho đến giai đoạn hiện nay. Khi mà những cái sự lấn chiếm của Chiêm Thành lúc đó,
thì Chúa Nguyễn đã sai những người có khả năng để bình định, có khả năng để lập cho yên, như là Nguyễn Hiệu Cảnh vào để làm cái công việc đó. Và chỉ trong thời gian rất ngắn của năm 1692 thì ông đã đánh tan các cái lực lượng xâm chiếm, tạo lại cái sự ổn định. Và từ đó ông vận động dân chúng ở đó tổ chức lại cái cuộc sống, xây dựng phường, ấp, phố, xã, tạo ra một cái xã hội mới, đổi tên nó thành cái chấn là Thuận Thành, Ninh Bình Thuận hiện nay. Thì đấy, chúng ta thấy là chỉ có mấy năm đó, cái công cuộc bình chiêm đó, và cái đất đó thì nó trở thành cái đất của Đại Việt. Theo Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, tháng 2 năm Mậu Dần 1698, Chúa Nguyễn Phúc Chu phong Nguyễn Hữu Cảnh làm thống suất, cử vào kinh luật sứ Đồng Nai. Từ biển đi vào, thuyền của quan thống suất theo sông Đồng Nai đến đặt bản doanh tại Cù Lao Phố. Lúc bây giờ nơi đây đã là một thương cảng sầm uất, không thua Hội An của miền Trung. Từ địa điểm này, Nguyễn Hữu Cảnh đã đưa ra quyết định thành lập Phủ Gia Định. Từ mùa xuân năm 1698, cũng là vâng mệnh Chúa, Nguyễn Hữu Cảnh đem quân vào, đặt ra những ấp, lấy đất, lập dinh, tất cả những cái đó của cái vùng đất Nam Bộ hiện nay, Gia Định hiện nay, Phước Long hiện nay, để thành một cái vùng đất mới, đặt ra nguyên nền hành chính. Lần đầu tiên vào năm 1698 đã xuất hiện một cái nền hành chính của Chúa Nguyễn, của Đại Việt ở cái vùng đất mới Việt Nam này. Và từ đó mở ra một cái quá trình phát triển về dân số, về xã hội, về nền kinh tế, về cái khả năng để chúng ta có thể định vị cái vị thế của một cái nhà Chúa đã đành, nhưng mà của một cái nền văn hóa Đại Việt ở cái phía Nam này. Nói về sự kiện này, sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức còn ghi: lấy đất nông nại đặt làm Gia Định phủ, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh trấn biên. Lấy đất Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh phiên trấn. Mỗi dinh đặt chức lưu thủ, cai bạ và ký lục để quản trị. Quân binh thì cơ, đội, thủy bộ, tinh binh và thuộc binh để hộ vệ. Đất đai mở rộng ngàn dặm cho chiêu mộ lưu dân từ Bố Chánh Châu trở vô đến ở khắp nơi. Dân số có thêm 2 vạn hộ, đặt ra phường, ấp, xã, thôn, chia các địa phận. Mọi người phân chiếm ruộng đất, chuẩn định thuế đinh, điền và lập bộ tịch đinh điền. Từ đó con cháu người Hoa ở nơi trấn biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở nơi phiên trấn thì lập thành xã Minh Hương, rồi ghép vào sổ hộ tịch. Ghi chép trên cho thấy những công việc cơ bản nhất để mở đất Nam Bộ đã được Nguyễn Hữu Cảnh trù liệu, chuẩn bị và triển khai một cách quy mô nhưng rất cụ thể. Thời đó, với dân số đàn trong chỉ hơn 1,5 triệu người, thì con số 2 vạn hộ di dân vào Nam phải nói là hết sức to lớn, vì tối thiểu cũng phải có tới 100,000 người. Tới Nguyễn Hữu Cảnh thì tôi thấy là Nguyễn Hữu Cảnh dời dân 2 vạn hộ. Đến cuối thế kỷ 18 vào là miền Nam là tương đối phát triển, và Nam Bộ trở thành một cái vựa lúa thì cứu đói cho cả Xiêm, cả Chân Lạp, đưa ra Thuận Quảng bán. Khi mà Nguyễn Hữu Cảnh đặt phủ thì các anh đọc sử là biết ngay, cuối cùng cho tới năm 1732, nếu tôi nhớ không nhầm, thì Nam Bộ nó đặt ra mấy quân khu. Quân khu trấn biên, quân khu Long Hồ, quân khu phiên trấn và một cái trấn Hà Tiên. Trấn Hà Tiên lúc bây giờ là chế độ của Chúa Nguyễn, là chế độ quân chính, võ tướng trấn thủ. Cho nên các anh bây giờ mà đọc sách mà thời Đặng Trong, thậm chí đầu Thiện Nguyễn nữa, Nam Bộ chưa có tri phủ tri huyện đâu. Anh ở thôn này, nhưng mà vì cái thôn này nó gần cái tỉnh này quá, anh ở tỉnh này. Rồi có cái chuyện là tôi ở đây nè, nhưng mà tôi làm ruộng ở chỗ kia, cái đây 10 cây số. Thì tôi đăng ký ruộng đó cho tôi ở đây nè. Tôi là chủ đất, nhưng sổ đỏ tôi bên kia cả. Vì lúc tôi trồng lúa rồi tôi về đây tôi làm chuyện khác thì tôi không hơi đâu. Đấy, cho nên là cái quản lý Nam Bộ rất là lỏng lẻo. Những cái lỏng lẻo đấy cũng một phần nó tăng cường thêm cái sức tự do của người nông dân. Cái quản lý, hệ thống quản lý luôn luôn là cái là quy định cái hành vi.
từ thời của Chúa Tiên cho đến các chúa sau này, 9 đời chúa, mấy trăm năm liền, tạo điều kiện để cho chúng ta thấy một cái sự mở rộng phát triển, không chỉ là cương vực. Đương nhiên thì nó trước hết là về cương vực, nhưng mà cùng với cái sự phát triển về cương vực thì nó còn tạo ra cho chúng ta mới thấy sự ổn định phát triển cả về một cái nền hành chính, cả một cái vị thế của một quốc gia, của một đất nước, vị thế của một chế độ phong kiến, một cái chế độ mà trong cái thời kỳ đó người ta cứ tưởng rằng nó đã suy thoái rồi, hết thời của nó rồi. Bởi vì trong thực tế ở cái thời đó đấy thì nhiều cuộc cách mạng tư sản người ta đã nổ ra lần lượt ở đây đó, chỗ nọ chỗ kia của phương Tây rồi. Còn cái phương Đông của mình này, thì nó không phải vững bền, nhưng mà nó cũng đang ở trong một cái cơn ngủ say như thế đấy. Đấy, thì cái thế nước của chúng ta trong giai đoạn đó, đặc biệt là đi vào đằng trong, cái sự mở đất đó tạo ra cho chúng ta một cái việc mà cho đến bây giờ người ta đã nhìn nhận chỉ mấy trăm năm thôi, nhưng thực sự đó là chúng ta đã có một cái gì đó, kết quả rất mới trong cả một cái tiến trình lịch sử hàng nghìn năm của đất nước. Ta đặt nó vào từ những năm của thế kỷ 17, 18 đó cho đến tận bây giờ, để nhìn lại cả một cái thời kỳ từ dựng nước từ 2700 năm trước công nguyên cho đến giai đoạn sau này, thì mới thấy là cái phần ở phía Nam này này, cái phần hơn 300 năm này này, nó rất là nhỏ thôi, nhưng nhỏ đó nó lại làm ra hoàn chỉnh. Nhỏ đó nó lại mở ra cho chúng ta một cái nhìn nhận đầy đủ hơn cả về cái tiến trình từ đầu cho đến giai đoạn sau này. Việc Nguyễn Hữu Cảnh thiết lập phủ Gia Định là hết sức quan trọng, bởi đây cũng là lời tuyên bố chủ quyền của Đại Việt với đất Nam Bộ, đem lại tính chính danh cho công cuộc khai khẩn. Dù về mặt quản lý có vẻ vẫn còn khá lỏng lẻo, khi giới hạn của hai huyện Phước Long và Tân Bình chưa cần phân định rõ ràng, song chính cái sự lỏng lẻo này, như nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh đánh giá, đã tăng cường khả năng tự do phát triển cho các vùng đất mới, mà Cù Lao Diên của An Giang là một ví dụ rõ nét. Từ năm 1700, vùng đất này đã có người Việt đến khai phá. Mặc dù rất xa Sài Gòn, Cù Lao Diên khi ấy vẫn được kể thuộc dinh phiên trấn của huyện Tân Bình. Cho đến nay, dân cố cựu của Cù Lao Diên vẫn còn tự hào rằng ông cha họ từng là những công dân đầu tiên của hai huyện. 320 năm Cù Lao ông trưởng, cư dân Việt theo chân Nguyễn Hữu Cảnh vào đất Nam Bộ này, thì ngay năm đó đã có dòng người đi tới Cù Lao ông trưởng, và kể cả những người lính của Nguyễn Hữu Cảnh khi đi lên trên đất Trường Lạp, trở về dừng chân lại chỗ Cù Lao phía sau, tức là Cù Lao ông trưởng bây giờ, thì đã có một số cư dân ở lại đó và khai phá vùng đất Cù Lao ông trưởng. Cho nên An Giang thì chủ yếu là đất Cù Lao ông trưởng đó, nó khai mở rất là sớm. Và chính vì lẽ đó cho nên và cái người dân ở cái Cù Lao ông trưởng cũng như Cù Lao Diên, người ta tự hào là dân hai huyện, tức là hai huyện Tân Bình và Phước Long. Mà khi Nguyễn Hữu Cảnh vào lập cái phủ Gia Định, lập thêm hai huyện, đặt thêm hai huyện Tân Bình Phước Long, thì cái người dân Cù Lao Diên người ta tự hào. Bởi vì lúc đó là hai cái huyện Tân Bình Phước Long nó không có rõ địa giới, thành ra là qua tới bờ sông Tiền hôm nay rồi, nhưng mà người ta tự nhận là tôi là dân hai huyện. Bởi vì hai huyện đó là cái nơi mà đầu tiên chú Nguyễn mở đất để xác lập ở đất Gia Định này. Từ đó đến nay thì chúng ta đã có khá nhiều những công trình nghiên cứu về Nguyễn Hữu Cảnh. Nhưng theo tôi thì những cái nghiên cứu vừa qua có thể là rất là nhiều góc cạnh khác nhau, lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, tất cả những vấn đề về xã hội nữa. Nhưng đó cũng vẫn còn là những cái gì đó ở bên trên, chứ chưa hẳn đi sâu vào cái quá trình để chúng ta nhìn thấy là cái vai trò công lao của một cá nhân đối với lịch sử. Quần chúng làm nên lịch sử, nhưng quần chúng làm nên lịch sử đó, nó vẫn phải có những động lực, vẫn phải có những đầu tàu. Thì những cái đầu tàu như Nguyễn Hữu Cảnh là những cái đầu tàu mà chúng ta thấy là trong lịch sử hình như nó chỉ xuất hiện một lần. Ở cái nửa cuối của thế kỷ 17 đó, chỉ xuất hiện một con người này thôi, một nhân vật này thôi. Nhiều danh tướng nhưng chỉ có danh tướng này thôi. Nhiều nhà bình định nhưng chỉ có nhà bình định Nguyễn Hữu Cảnh này thôi.
tạo ra cho chúng ta những cái vùng đất mới. Từ năm 1698, vua Chân Lạp Nặc Thu liên tục xâm phạm cương thổ Đại Việt. Ngay năm sau, 1699, chúa Nguyễn cử Nguyễn Hữu Cảnh làm thống binh, phó tướng Phạm Cẩm Long, tham tướng Nguyễn Hữu Khánh phối hợp cùng đô đốc Trần Thượng Xuyên đem quân đánh dẹp. Nguyễn Hữu Cảnh trực tiếp điều khiển thủy binh tiến thẳng lên Chân Lạp, đánh chiếm thành La Bích. Quân Nặc Thu tan dở. Tháng 4 năm ấy, vua Nặc Thu đến cửa quân của Nguyễn Hữu Cảnh đầu hàng và xin nộp cống. Chúa Nguyễn thì phải dựa vào cái thực lực thực tế, trong đó vai trò của các tướng lĩnh như Nguyễn Hữu Cảnh và những người xa hơn, các danh tướng trong giai đoạn đó. Những cái danh tướng, những cái tài năng về mặt quân sự, không phải chỉ để là đánh về quân sự. Đương nhiên thì đánh về quân sự, bởi vì lúc đó cái sức mạnh người ta dựa vào sức mạnh quân sự. Nhưng cái sức mạnh quân sự đó nhiều khi không phải để mà làm tổn thất đối phương nhiều đâu. Tạo ra cái uy tín, tạo ra cái vị thế, thì đối phương, quân của đối phương dù đông đến đâu, thấy danh tiếng, thấy danh tiếng, thấy cái danh và thấy cái uy thì người ta đã sợ rồi. Cho nên là chỉ cần sự xuất hiện của danh tướng thôi, sự xuất hiện của Nguyễn Hữu Cảnh thôi, thì cả quân tướng của đối phương đã thấy không thể và không nên tiếp tục có những cái cuộc lấn chiếm nữa. Năm 1700, đại binh của Nguyễn Hữu Cảnh theo đường sông Mekong và hạ trại dọc theo dải Cù Lao nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, làm lá chắn để giữ yên biên ải. Bản doanh của đại quân đóng tại đầu cồn Cây Sao, phía thượng nguồn, ngày nay gọi là Cù Lao Ông Chưởng. Trước khi lui binh, Nguyễn Hữu Cảnh đã có dấu hiệu lâm bệnh, về đến cồn Cây Sao thì bệnh ông trở nặng. Ông được cấp tốc đưa về gia đình, nhưng trên đường đi vào ngày 9 tháng 5 năm Canh Thìn, khi xuống tới Sầm Giang thì ông mất, thọ 51 tuổi. 7 ngày sau, thi hài ông mới được đưa về tới Trấn Biên tại Cù Lao Phố. Sau khi lễ tang diễn ra, ông được an táng tại đây trên gò Y Lăng. Xưa nó là làng Hiệp Hòa, nhưng mà thật ra xưa hơn nữa, cái thời kỳ của Nguyễn Hữu Cảnh vào đó là nó gồm có ba cái làng, Nhất Hòa, Nhị Hòa và Tam Hòa. Và cái chỗ chúng ta đứng đây là Nhất Hòa, và cái ấp gọi là ấp Bình Kính. Chính vì thế cho nên là cái đình Nguyễn Hữu Cảnh á, cái gốc của nó là cái đình Bình Kính. Người Việt của mình khi mà tha phương, khi mà đi vào trong Nam á, thì bao giờ cũng luyến tuyết, cũng nhớ về cái truyền thống của mình, đình làng của mình. Cho nên xây cái ngôi đình Bình Kính để tưởng nhớ thờ Thành Hoàng và tưởng nhớ những cái người mà có công khai phá. Và khi cụ Nguyễn Hữu Cảnh vào đây xây dựng cái bộ máy hành chính mới, góp một phần quan trọng để mở đất về phía Nam của nước Đại Việt chúng ta. Và khi cụ mất năm 1700, thì nhân dân ở đây nhớ ơn cụ, cho nên đổi cái đình Bình Kính thành cái đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Năm 1700 khi mà cụ Nguyễn Hữu Cảnh mất từ dưới Sầm Giang, dưới Tiền Giang ấy, thì di hài của cụ là chuyển về trên này, chuyển về ngay cái nơi mà cụ đã đặt cái tạm gọi nó là cái lỵ sở của mình, khi mà điều hành cái công việc ở phía Nam theo là chúa Nguyễn Phúc Chu chỉ đạo, và sau đó thì chuyển cụ để về quê ở Quảng Bình. Chính vì cho thế ngôi mộ này là cái ngôi mộ vọng để nhân dân ở địa phương của Trấn Biên lúc bây giờ, của Biên Hòa lúc bây giờ đó, là tưởng nhớ về cái người có công mở rộng cái vùng đất mới ở đây. Nguyễn Hữu Cảnh tóm lại chỉ có 6 chữ thôi: Bình Chiêm, Định Vị, Nam Chinh. Trong khoảng 10 năm từ 1690 cho đến trước khi ông mất vào năm 1700, 10 năm đó làm nên cái sự nghiệp, đến cái công nghiệp. Cứ nhìn vào những nơi từ Quảng Bình quê hương ông, cho đến cả những cái vùng đất xa như là Nam Vang, cho đến cả các cái vùng đất mà hiện nay chúng ta đã thấy đang đứng ở đây của Nam Bộ. Từ Đồng Nai xuống đến An Giang, xuống đến cái vùng đó, rồi cả các cái vùng của miền Trung. Chỗ nào cũng có những đền thờ để tưởng nhớ, để ghi nhớ, để ghi công
để mà đời sau tiếp tục nhớ đến những con người như vậy. Trong sách Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ 16, tác giả Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền cho biết, có đến 14 đình, đền, dinh, miếu thờ phụng Nguyễn Hữu Cảnh trải dài từ Quảng Bình đến Nam Bộ. Nhiều nhà nghiên cứu cho biết con số sẽ còn cao hơn rất nhiều nếu tính cả những nơi ông được phối thờ trong các đình làng cùng với thần thành hoàng trên khắp vùng đất phương Nam. Riêng miền Tây Nam Bộ, An Giang là tỉnh có nhiều nơi thờ tự Nguyễn Hữu Cảnh hơn cả. Chỉ tính trên Cù Lao Ông Chưởng, gồm 5 xã của huyện Chợ Mới, đã có đến 6 đền, miếu, trong đó đình Long Kiến được xem là quan trọng nhất. Ngôi đền thờ này nằm ngay đầu cồn cây sao về phía thượng nguồn, là nơi khi xưa Nguyễn Hữu Cảnh đã thọ bệnh. Cồn đất này được gọi là Cù Lao Ông Chưởng. Ông Chưởng ở đây tức Ngài Chưởng Cơ thống suốt kinh luật sứ Lễ Thành Hầu. Bên hữu ngạn đầu cồn là nhánh rẽ của một chi lưu nối sông Tiền qua sông Hậu. Ngày nay, dòng chảy này cũng mang tên là sông Ông Chưởng. Trước đây, dinh thờ thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh nằm ngay đầu dàm Chân Đùng. Tương truyền dinh này được lập ngay sau khi Nguyễn Hữu Cảnh mất. Năm 1985, dàm Chân Đùng bị sạt lở, ban quản trị đình Long Kiến đã tổ chức lễ thỉnh bài vị và sắc của dinh đem về đình cùng phối thờ. Hiện đình Long Kiến thờ hai sắc, một sắc thần thành hoàng bổn cảnh của đình, một sắc thờ thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh của dinh. Năm 2015, đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại thủ phủ của đất Gia Định xưa được xây dựng trong công viên văn hóa lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Công trình có tổng diện tích hơn 7.000 m², bao gồm khối đền chính rộng gần 700 m² cùng hàng chục công trình phụ trợ. Một bức tượng đồng của Lễ Thành Hầu cũng được dựng tại đây. Công trình này đã nối dài thêm sự tưởng nhớ tri ân của người Nam Bộ, người Sài Gòn Gia Định với bậc tiền nhân mở đất. Trong hơn 300 năm qua, trên đất Sài Gòn có hàng chục đình, đền, chùa, miếu kính cẩn thờ phụng bậc tiền nhân này. Địa chỉ lâu đời nhất là tại ngôi đình xưa của làng người Hoa, đình Minh Hương Gia Thành. Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh có mặt trên đất Nam Bộ chỉ vẻn vẹn 27 tháng. Song ông đã kịp thực hiện được một công cuộc hết sức to lớn để đem lại cho nước Việt một vùng bờ cõi rộng gần 65.000 cây số vuông cùng với vùng biển bao la. Đất đai mà ông tạo dựng, con đường mà ông mở ra sẽ còn mãi thênh thang trước mặt những thế hệ con cháu hôm nay.